Ok các bạn, bây giờ em mình sẽ chia sẻ với các bạn bộ móng em mình làm xong cho khách nè. Bây giờ em mình sẽ bỏ cái marble lên hết ngón tay của khách ha. Bạn bỏ đại ha, em mình bỏ đại lên nè. Ở dưới là màu hồng lợt nha các bạn. Rồi, các bạn thấy vậy nó cũng đẹp nhưng mà em mình sẽ làm lại. Mình sử dụng cái cọ chấm nước Aston nè. Mình sẽ chỉnh lên cho cái mô bò nó đi theo cái ý em mình muốn các bạn. Mình gom cái đường mô bò nó lại đó các bạn thấy không? Đây mình chỉnh cho nó ra cái những cái đốm này cho nó dạt lại nè, bạn thấy cho nó ra cái mô bồ cho nó có cái sớ của mô bồ đó, rất là dễ các bạn bỏ lên rồi các bạn dùng Einstein các bạn chấm lại thôi. Cái này mô bồ màu nha các bạn thấy mình làm không rất là đơn giản luôn, bỏ cái mô bồ lên đại thôi, mình chỉnh cái sớ này lại nè mình đi. Đó, các bạn thấy không? Đơn giản mình ra cái nét của đực mô bầu rồi đó. Đó. Mô bầu thì mình làm coi ok là được các bạn. Chứ mình cũng không có công thức làm kéo lằn như thế nào, la như thế nào các bạn thấy không? Em mình đã ra một cái mô bầu sớm màu hồng. Đó. Rồi bây giờ em mình chia sẻ cái ngón bên đây ha. Thì cái bên đây cũng vậy. Giờ em mình sẽ bỏ cái mô bầu in màu hồng lên trước, lên đầy ngón tay luôn. Em phát ra đau phụ mẹ em bị bỏ người ta phát nó. Các bạn đừng bỏ đừng có lem nhầm tiêu được cầu. Nếu mà có lem cũng sao các bạn có acetone mình chui lại nó sạch à. Đó, bạn thấy em bị bỏ không? Rồi. Đó, nó vậy nó cũng có cái đẹp của nó. Nhưng mà em muốn chỉnh nó ra theo cái ngón này nè. Các bạn thấy nó còn ẩn cái màu hồng ở phía dưới. Rồi bây giờ em cũng dùng một cái cỏ nha bạn, cỏ đầu nào cũng được, đầu tròn, đầu dẹp gì cũng được. Mình bấm, mình chấm acetone rồi mình xử lý từ từ. Các bạn thấy em xử lý từ từ không? Đó, em xử lý cho nó có khoảng trống rồi từ từ mình chỉnh cái sớ nó lại. Cái sớ nó nhỏ nó mới đẹp. Thì mình chỉnh cho cái độ hồng của cái hai ngón nó tương đối cân bằng với nhau các bạn. Nó đừng có một ngón thì quá đậm, một ngón thì quá lợt nó cũng không có đẹp. Các bạn thấy em mình chấm acetone em mình chỉnh không? Rất là nhanh luôn các bạn. Những cái mẫu này các bạn mình nhìn thấy marble thì khó, nhưng mà khi mình biết cái cách thức rồi mình làm rất là dễ. Các bạn thấy mai mình chỉnh lại theo cái ý của mình thôi. Cái chỗ này đậm quá mình chấm ít thôi. Tại vì lúc này nó đã lợt rồi. Đó, các bạn thấy không? Bây giờ bạn thấy hai ngón không? Cái ngón này nó còn hơi đậm hơn phải không? Bạn có em mình chỉnh tí xíu nữa nè. Rất là dễ, cái này là nằm trong tầm tay của mình. Em mình nghĩ là bạn nào làm cũng được. Chỉ cần có cái cọ nước acetone với cái marble in thôi. Mình có thể làm bất cứ màu nào nha các bạn. Các bạn thấy là em đã hoàn thành xong rồi nè. Cái này quá là nhanh tại em làm từ từ, em chấm từ từ chia sẻ các bạn coi thôi. Đó, chứ không có gì khó. Đó là các bạn thấy không, em đã xong hai cái ngón mô bầu của cô khách nè. Mô bầu ít nhiều là do mình thôi, màu đậm dạt là do mình thôi nha các bạn. Đó. Bạn thấy không? Cái này hơi đậm chút em mình chấm cái này nó ra lợt liền nè. Đó. Ở bên đây các bạn thấy nó cũng vậy. Đây mình đã hoàn thành xong hai ngón mô bầu của khách nè. Bây giờ em mình không cần hơi nha các bạn, mô bầu em mình làm xong là các bạn thấy nè. Nhiều bạn cũng hỏi em mình có hơi không, mô bầu khi em mình bỏ xong, em mình chỉnh sửa xong là em mình bỏ thấp xấu lên luôn.
Đó, các bạn thấy không, rất là đẹp màu bò màu hồng. Còn mấy ngón này là bỏ kim tuyến, em mình nghĩ bạn nào cũng biết bỏ nên em mình không có chia sẻ, các bạn bỏ kim tuyến là móng kéo lên. Em mình đã xong một món mô bầu của cô khách rồi, bây giờ em mình bỏ thấp khấu xong em mình cho hơi vô đèn treo lại, em mình đã xong nha các bạn. Ở bên đây cũng vậy các bạn thấy không, khi em mình apply cái thấp khấu lên là cái mô bầu nó không có bị tuột màu in ha. Đó, các bạn thấy không, không cần hơ lại, bỏ lên là mình bỏ thấp khấu lên thôi nè, các bạn thấy cái cỏ nó không có dính màu. Ok các bạn, bây giờ Amy tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Amy. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ Amy để các bạn cập nhật những video mới nhất của Amy nha. Amy xin chào tất cả các bạn.